Hôm nay quả thật là một ngày buồn của cả thế giới Internet luôn các bạn ơi. 6 giờ trước Google gửi thư cho tất cả mọi người. Đây là một cái sản phẩm của Google Photo. Thì các bạn biết đó, nó là cái kho lưu trữ kỷ niệm hình ảnh video mà phải nói là mình rất là quý. Trong suốt những cái khoảng thời gian ra, những cái cột mốc mà trong đời mình, những cái sự kiện gì của mình nó đều được lưu lại ở đó. Hình ảnh con mình, vợ chồng mình, và rất là nhiều kỷ niệm đi chơi, nó nằm trên Google Photo hết các bạn ạ. Thì nó cũng không phải là một cái chỗ mà để chúng ta lưu trữ hình ảnh mà chất lượng, mà kiểu mà gốc, mặc dù nó cho phép nhưng mà nó tính dung lượng, thì mình phải chuyển qua cái chế độ mà chất lượng cao, tức là nó không có tính vào cái dung lượng lưu trữ và nó vẫn đạt được cái mức mà độ phân giải rất là tốt. Bây giờ thì nhận được cái mail này thì các bạn thấy á, là Google họ nói là từ ngày ra mắt tới giờ đó là đã cất giữ hơn 4.000 tỷ ảnh và video, và nó càng ngày nó càng tăng nữa. Thì các bạn thấy cái áp lực đối với một cái công ty công nghệ mặc dù rất là giàu có, nhưng mà cái việc lưu trữ miễn phí đó của cả thế giới này luôn, thì những cái người dùng internet á, ai cũng biết đến ứng dụng Google Photo. Chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều nền tảng Android, iOS, rồi thậm chí là ở trên máy tính trình duyệt, trên hệ điều hành các thể loại, thì chúng ta vẫn sử dụng nó được. Chụp một bức ảnh chưa kịp xóa nó đã lên trên Google Photo. Nếu mà bạn bật 3G, 4G hoặc Wi-Fi mà chúng ta cho phép cái tùy chọn mà đồng bộ ảnh đó, thì các bạn coi đây nè, 28 tỷ ảnh mới được tải lên mỗi tuần. Thì các bạn biết, các bạn cũng thông cảm với Google ha. Thì hiện tại là họ thông báo từ ngày 1 tháng 6 năm 2020, tức là từ thời điểm này đến đó là cũng còn hơn nửa năm nữa, thì tất cả những cái video mà đồng bộ lên, cho dù các bạn chọn chất lượng cao, mình không nói là chất lượng gốc nha, nó có 3 mức là chất lượng cao và cái chất lượng theo cái tiêu chuẩn Google, và cái chất lượng cao và cái chất lượng gốc của ảnh gốc đó, giống như là các bạn up lên Google Drive á, thì nó tính dung lượng thì mình không nói rồi. Cái này là chất lượng cao, hình ảnh nó vẫn rõ đẹp, video nó vẫn đạt được phân giải là Full HD, bây giờ sẽ bị tính dung lượng hết. Google họ nói cũng đã cân nhắc quyết định này, vì nó là một cái sự thay đổi lớn. Ok, thay đổi rất là lớn luôn. Thì tài khoản Gmail bình thường của mình á, tất cả sản phẩm Google luôn, nó cho cộng dung lượng chúng ta được 15 GB. Hầu như là ai cũng nhận được, và mình cũng nhận nó từ 6 giờ trước. Nhưng mà có một cái con đường mở ra cho các bạn nữa, là trước giờ họ bán cái gói Google One. Ở đây nè, để mình list cho bạn coi Google One thì nó được cái gì. Thì nó mua thêm bộ nhớ các bạn. Giá họ bán để chúng ta tăng dung lượng trên Drive hoặc là trên Google thì nó cũng khá là mắc. Mình nhận định là nó sẽ không có phù hợp với đa số số đông, và mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái giải pháp rẻ tiền hơn, lưu được nhiều hơn trên Google Photo luôn. Mặc dù mình vẫn yêu quý cái công cụ Google Photo này, vì nó có những cái tính năng gợi nhớ kỷ niệm, sắp xếp, tìm kiếm, phải nói là số 1 luôn. Lát nữa mình sẽ bật máy cho bạn một cái công cụ thay thế rẻ, và mình có thể lưu được tới 6 TB nha bạn, 6 TB luôn đó. Mà một năm á, nó chỉ khoảng 1,7 triệu thôi. Mình có thể chia sẻ với mọi người xài, và mình xài luôn cái bộ bản quyền của cái ứng dụng đó luôn. Lát nữa mình sẽ bật máy ha. Thì trước tiên nói về cái Google One này cũng là một cái con đường. Nếu mà các bạn thích Google thì thật sự 100 GB này để lưu giữ kỷ niệm thì nó không có đủ đâu đâu đâu. Nhưng mà nếu mà Google có một cái option đầu tiên nữa, là nghĩa là họ nén mình ở cái mức thấp nhất mà coi vẫn còn coi được á, thì xài miễn phí các bạn, không cần đổi gì hết trơn ha. Nhưng mà mình vẫn sẽ xài song song, mình muốn có những cái chất lượng cao hơn á thì mình sẽ xài bên cái kia, thậm chí chúng ta có thể lưu chất lượng gốc video và photo, là chúng ta ghi chất lượng gốc luôn. Thì cái giá này các bạn thấy là 45.000 tháng được 100 GB ở đúng rồi, 45.000 tháng. Còn nếu mà mua một năm 12 tháng thì được lợi hơn, là có chỉ có 450.000 thôi, là 12 tháng được giảm 2 tháng, là còn 10 tháng, tính tiền 10 tháng các bạn. 2 TB thì 2.250.000 một năm,
cũng còn mắc hơn so với bên kia và không có được những cái lợi lộc hơn so với này. Thì thôi bỏ qua đi, cái Google One này là một cái lựa chọn dành cho những cái bạn thực sự yêu thích Google và có tiền nhiều hơn ha. Bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn một con đường mà trước giờ mình cũng đã xài song song với Google Photo, thì để trứng cùng một giỏ thì có ngày là nó sẽ mất, nên mình sẽ có hai con đường, đó là Office Family, Office 365 Family hết các bạn nha. Đây, Microsoft 365 Family, Family. Chỉ có 1.690.000 một năm thôi mà được 6 người, 6 người. Thì các bạn có thể rủ người thân của mình hoặc là đồng nghiệp của mình gì đều được hết. Tại vì thực chất là mình chỉ share cái quyền để nâng cấp cái tài khoản của Microsoft của họ. Khi mà mình add vào cái nhóm này đó thì họ xài được toàn bộ cái ứng dụng Office 365 có bản quyền, thì chúng ta có thể một cái account như vậy chúng ta có thể đăng nhập được hai ba thiết bị, mình không nhớ chính xác nhưng mà nhiều hơn hai thiết bị ha các bạn ha. Chúng ta có thể sử dụng trên Android, trên iOS, trên macOS, trên Windows đủ thứ, và mỗi người là được 1 TB. Nếu mà bạn nhiều á thì bạn chơi một mình bạn, bạn mua 1.700.000 một năm và gia hạn từng năm ha, thì bạn tự tạo tài khoản Microsoft thì tự add mình luôn, full tài khoản này bạn đẩy qua tài khoản khác bạn luôn, 6 TB kinh khủng lắm. Ổ cứng nhà mình trong mấy con nát thì mình mua có 3T rồi 4T rồi mười mấy T thì nó hơi hao cái tiền đó. 3T 4T thì mua ổ cứng cũng rẻ nhưng mà chỉ quanh quẩn ở nhà không có truy cập qua cái internet được. Thì các bạn thấy không, mình sẽ được xài Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote và những cái ứng dụng khác nữa. Thì Word, Excel, PowerPoint, ba cái ứng dụng mà văn phòng mà không thể thiếu. Bây giờ thay vì các bạn xài rắc thì riết gì đó nó nguy hiểm mà mất công này nọ, các bạn cứ mua cái gói này, các bạn kích tài khoản vô và cái người mà chủ sĩ nó sẽ ép tài khoản Microsoft của bạn vô trong đây và bạn sử dụng full, và trong đó OneDrive nó tự động nó nâng cấp là từ, để mình coi cái của mình á là 5 GB là tài khoản bình thường, một cái account của trên trên line.com là của Microsoft, trang line.com thì nó được 5T cộng với một 5 GB cộng với 1 TB nữa. Thì nó cái hay nữa là khi mà bạn chuyển từ tài khoản từ nhóm này qua nhóm khác, có nghĩa là bạn lưu, ví dụ mình giả sử là 1 TB nó full đi nhưng mà bạn không gia hạn ở cái nhóm này nữa, thì Microsoft vẫn cho bạn cái thời gian chờ, có nghĩa là bạn có thể kích hoạt lại cái tài khoản này ở cái mẫu nhóm khác nào đó, có nghĩa là dữ liệu bạn vẫn còn nguyên trong cái khoảng thời gian chờ chứ không phải là hết hạn, không gia hạn, hoặc là bạn bị cái nhóm nó đá khỏi cái việc mà chia sẻ mà tài khoản Office 365 Family á, thì bạn bị mất dữ liệu đâu. Không có, Microsoft vẫn cho bạn cái thời gian chờ để bạn chuyển cái tài khoản của bạn qua một cái nhóm khác có đăng ký cái gói Office Family này. Thì mình xài cũng mấy năm rồi các bạn, thực sự đây là một cái con đường rất là tốt để cho bạn muốn lưu trữ lại những cái kỷ niệm hình ảnh từ video, thậm chí là chúng ta có thể sử upload mà những cái file chụp từ máy hay chụp ảnh máy quay phim chuyên nghiệp để chia sẻ với mọi người. Thay vì trước giờ là chúng ta sử dụng Google Drive thì tốc độ giữa Google á, với những cái công ty khác thì Google nó lúc nào nó cũng đạt tốc độ cao hơn là so với những công ty khác. Microsoft á, thì cũng khá ok, mình nghĩ là cũng chấp nhận được về tính năng chia sẻ rồi quản lý dữ liệu này kia, nhưng mà tốc độ thì không bằng Google hay các bạn, nhưng mà mình cũng cái nền tảng nó cũng rất là tốt, nó chỉ đứng sau Google theo cái quan điểm và cái cá nhân của mình ngồi ở Việt Nam mình sử dụng cái tốc độ của nó như vậy thôi. Thì ha, ok, các bạn thấy là trên màn hình này là mình có 1 TB, mình xài mới 800 GB à. Mình vừa backup những cái website của mình, nó tự động nó đẩy lên đây, và sắp tới mình sẽ cho backup con NAS luôn để cho nó an toàn. Thì để đăng ký thì các bạn có thể là search cái hoặc là bấm vào những cái đường link mình chia sẻ, cái Office gia đình Microsoft 365 Family, thì các bạn bấm vào nút nâng cấp ngay nè. Thì những cái lợi ích nó thì nãy giờ mình cho các bạn xem rồi đó, bấm vào nâng cấp ngay, nâng cấp ngay. Xong đó mình add cái thẻ, các bạn nào chủ sĩ thì các bạn có thẻ, một thanh thẻ thanh toán quốc tế gì đó để các bạn nhập ha. Ở đây cái tài khoản thẻ mình hết hạn rồi nhưng mà mình
Nói chung là bạn cần một cái thẻ Mastercard hoặc thẻ Visa hoặc là những cái thương hiệu thẻ quốc tế khác. À, các bạn có thể sử dụng cái Viettel Pay để tạo ra cái thẻ ảo Mastercard để các bạn nạp tiền vào các bạn mua cũng được. Thì bạn cứ làm theo từng bước này là nó sẽ có cái tài khoản, có nghĩa là tài khoản người mua nó là tài khoản chính. Thì sau đó chúng ta vô cái phần cài đặt á, vô cái mục mà Family á, thì chúng ta sẽ bấm vào đó và chúng ta add những cái mail bạn, có nghĩa là những cái người mà sử dụng chung của chúng ta có tài khoản rồi thì chúng ta chỉ lấy tài khoản đó chúng ta add vào trong đây thôi. Cái chi tiết thì thôi các bạn tìm hiểu đi, nếu mà không thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn lần sau các bạn. Thì ở đây mình chỉ nói về cái vấn đề và mình chia sẻ cái gì phải giải pháp cho các bạn thôi ha. Office 365 là cái con đường mà mình giúp mình sử dụng cái bản quyền của Office. Thì các bạn thấy nè, ở đây là một cái ứng dụng PowerPoint. Mình giờ mình làm ảnh home, ảnh quảng cáo, ảnh cover gì đó, mình không có muốn sử dụng cái công cụ Photoshop hoặc là cái AI trong một Adobe đó để mình thiết kế. Thì mình và rất nhiều người không có gành hoặc là không có muốn sử dụng những cái công cụ phức tạp, mặc dù nó làm rất là chuyên nghiệp, thì mình sử dụng được những cái đơn giản như thế này. Mình có thể tạo ảnh thâm một cách nhanh chóng, là chúng ta chỉ dán hình gõ chữ và nó có nhiều cái mẫu thiết kế ở trong PowerPoint, nó rất là nhiều. Cái Office 365 này nè các bạn, mình có thể làm những cái mẫu quảng cáo đơn giản, những cái bìa quảng cáo, banner, cover, ảnh sản phẩm, các kiểu, thì chúng ta làm rất là nhanh. Này tại sao mà các bạn không mua cái này để các bạn xài đi, vừa được lưu trữ 1 TB mỗi thành viên và vừa được xài full cái ứng dụng bản quyền này. Các bạn thấy không, mình đăng nhập vào trong cái tài khoản của mình đó, mặc dù ở đây là địa chỉ Gmail mình đăng ký trên trang live.com, nhưng mà mình đăng nhập một cái vô phát là Excel hoặc PowerPoint gì mình xài bản quyền hết, khỏi lo vấn đề gắt gít các bạn ha. Sao dạo lần gần đây mà làm clip mình cũng chủ yếu mình thiết kế những cái ảnh thùm trên đây thôi, chứ những cái ứng dụng như Canva, ứng dụng thiết kế trực tuyến này cái kia mình thấy nó xài chậm. Ngay cả vợ mình không biết gì cho mình chỉ sơ sơ là cũng vẫn biết thiết kế những ảnh thùm rất là hấp dẫn, bắt mắt để trên những cái công cụ này. Thì ok, còn việc còn lại thì các bạn cứ cài cái ứng dụng OneDrive này trên máy tính, trên điện thoại và bật đồng bộ, đăng nhập vào và bật đồng bộ thôi. Cái chuyện đó là cái liên quan về cái việc sử dụng cá nhân, mình không có muốn show cái những cái thông tin ở trong cái tài khoản của mình ra trên đây mất công lắm. Rồi, bye bye các bạn nha. Có vẻ là nó hơi dài, các bạn nhớ subscribe cái kênh nếu mà các bạn thấy những cái video của mình hữu ích cho bạn, thì các bạn like, comment những cái thắc mắc và share. Mình sẽ cho lên những cái video hay hơn, mới như hơn. Trong rất là nhiều lĩnh vực mà thật sự bạn là cái nguồn cảm hứng, bạn hỏi mình những cái câu hỏi gì đó mình sẽ có cảm hứng mình để mình làm clip. Còn nếu mà bạn không hỏi thì mình không biết bạn cần gì muốn gì và mình cũng không có làm clip luôn, không có chủ đề để làm clip luôn. Rồi bye bye các bạn.